Đau quá, đau quá. Này, này, Super Titan Light Camera Speed Command, cậu có sao không? Chết tiệt, chết tiệt. Khổ kiếp thật. Không biết giờ thủ lĩnh và các đồng đội khác như thế nào rồi. Đây, đây, mau tỉnh dậy đi. Chết tiệt, chết tiệt. Có vẻ như cậu ta bị thương không hề nhẹ rồi. Phải làm sao đây? Người của mình đau quá, không thể di chuyển về căn cứ chiến binh đa vũ trụ được rồi. Vậy thì mình sẽ nhanh chóng chạy xung quanh coi đồng đội nào còn ở lại hành tinh này, nhờ sự giúp đỡ của họ thôi. Này, này, cậu hãy ở đây chờ tôi một tí. Mọi người ơi, mọi người còn ở đây hay không? Thủ lĩnh ơi, có chí tới tình ơi, tôi cần sự giúp đỡ của ngài. À, chết tiệt. Đặt kia là ai vậy? À, là tên khốn kiếp đó, Super Dark Titan Speed Command. Hình như hắn đã bị chết thì phải. Ta chưa chết. Làm ơn hãy giúp đỡ ta. Ta sẽ đền đáp cho ngươi xứng đáng. Ngươi đã nhờ nhầm ngươi rồi đó. Ta cũng là một chiến binh đa vũ trụ cùng God Chi Titan đến hành tinh này để tiêu diệt cha con của ngươi. Nhưng ta không may cùng với một đồng đội khác đã chiến đấu với lũ quân đội bồn cầu, bị bọn chúng xích nữa là giết chết rồi. Cái gì? Các ngươi vẫn còn ở đây à? Khốn kiếp. Tên God Chi Titan đã giết con của ta. Thật đáng đời. Ai biểu cha con ngươi làm chuyện xâm ác. Được rồi, ta bây giờ sẽ kết thúc luôn ngươi, để ngươi theo con ngươi xuống địa ngục đi. Không dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ chiếm lấy thân xác của ngươi. Cẩn thận, Speed Command thiết giáp. Chết tiệt, tay tình lại camera Speed Command. Sao cậu lại tới được đây? Đừng nói nhiều nữa, mau kết thúc thứ tay tình bóng tối này đi. Đừng để hắn chiếm lấy thân xác của chúng ta. Tên khốn kiếp. Vậy thì ta sẽ chuyển sang chiếm lấy thân xác của tên tay tình lai này. Chết tiệt, bây giờ phải làm sao đây? Mau, được lấy cơ thể của hắn lẫn cơ thể của tôi. Đừng cho hắn cơ hội, nhanh đi. Cái gì chứ? Ê, tôi xin lỗi cậu. Gì thế này? Người của mình sao trở nên đồ sộ khủng khiếp vậy? Chết tiệt, phải nhanh chóng quay về căn cứ đa vũ trụ báo cáo cho thủ lĩnh God Chi Titan. Về tới rồi, mọi người ơi. Sao không thấy bất kỳ đồng đội nào của mình hết thế này? Còn cái lũ này là lũ nào đây? Chết tiệt, chúng mày đang làm loạn ở đây à? Không phải đâu. Làm ơn đừng giết chúng tôi. Chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi này thì bỗng dưng có một kẻ hắn muốn chiếm nơi này làm căn cứ. Hắn tưởng chúng tôi đang đóng quân ở đây nên hắn giết sạch chúng tôi. Các người nói cái gì? Các ngươi là lũ bồn cầu máy móc hay sao? Rốt cuộc các ngươi đang làm cái chuyện quái quỷ gì ở đây? Và kẻ nào đang náo loạn tranh giành căn cứ đa vũ trụ làm lãnh địa riêng chứ? Chúng tôi nói rồi, chúng tôi chỉ di chuyển ngang đây mà thôi. Có một kẻ, hắn là Lê Gành Tay Thành Bít Camera Man. Hắn tưởng chúng tôi ở đây nên tàn sát chúng tôi. Đúng rồi, hắn còn đang chi xác đuổi tới trái đất để giết chết God Chi Titan nữa. Xin ngài hãy tới đó xử lý hắn đi. Cái gì? Khốn kiếp. Vậy thì ta sẽ cấp tốc tới trái đất ngay lập tức. Hay quá. Cuối cùng chúng ta cũng mượn dao giết người được rồi. Hành tinh xong, vũ trụ số 7 trái đất đây rồi. Sao nhiều sinh vật
chết nằm la liệt thế này. Không lẽ vừa có một trận đại chiến diễn ra ở đây hay sao? Thủ lĩnh ơi, thủ lĩnh ơi, sao ngài lại bỏ lại tôi một mình chứ? Cái gì thế kia? Là một tên Big Cameraman à? Khốn kiếp, không lẽ lũ quái vật bồn cầu mê cha mình gặp ở khu căn cứ nói đúng? Chính tên này đã hại bọn chúng và tới trái đất này để chia sẻ con chi tái tình. Thủ lĩnh ơi, tôi hứa với ngài, tôi sẽ bảo vệ hành tinh và đa vũ trụ. Cái gì? Thứ khốn kiếp đó còn tôn thờ một quái vật bồn cầu lòng thủ lĩnh à? Vậy thì chắc chắn lời kể đúng sự thật về hắn rồi. Thật khốn kiếp, ngươi hãy trả giá cho những việc làm của mình đi. Hả? Gì thế này? Ngươi là kẻ nào? Sao ngươi dám tới trái đất này chứ? Ta là ai bây giờ không quan trọng. Ta sẽ đại diện công lý chính nghĩa, tiêu diệt thứ bẩn thỉu xấu xa như ngươi. Ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao ngươi lại nói ta xấu xa bẩn thỉu? Còn ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tới trái đất này với mục đích làm gì? Ngươi định xâm chiếm hành tinh này à? Cấm mồm lại! Ta không xấu xa bẩn thỉu như ngươi đâu. Thật không ngờ ngươi cũng là một tai tình. Vậy mà ngươi đứng về phe của lũ quái vật bồn cầu để làm điều xâm bậy. Ta hôm nay sẽ quyết báo thù cho thủ lĩnh của ta. Mẹ kiếp, tên điên này! Thủ lĩnh của ngươi là tên chết tiệt nào? Có liên quan gì tới ta? Còn kia, mặc dù là một quái vật bồn cầu, nhưng trong đó chính là linh hồn của bác chi tái tạch trước đây. Ông ấy trước khi hấp hôi đã giao tất cả trách nhiệm cho ta. Tên khốn, ngươi cấm mồm lại! Bác chi tái tạch thủ lĩnh của ta sao có thể là một quái vật bồn cầu được chứ? Ngươi nói cái gì? Bác chi tái tạch là thủ lĩnh của ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là Speakerman thiết giáp trước đây. Bây giờ ta đã nâng cấp cơ thể của mình trở thành lễ gần tái tạch Big Speakerman. Cái gì? Dừng lại, là tôi đây, là cameraman sáu nòng trước đây đây. Hả? Là sao chứ? Tôi cũng giống như cậu, đã trải qua nhiều biến cố và nâng cấp được cơ thể lê gần tay tình này. Còn đằng kia, thật sự chính là con tay tình trước đây của chúng ta. Ngày ấy cũng đã trải qua không ít biến cố và có được cơ thể của một quái vật bồn cầu mang tên God Emerson. Nhưng số mạng của ngày ấy đã kết thúc. Bây giờ ngày ấy đã chết thật sự rồi. Trên đời này bây giờ chỉ còn hai anh em chúng ta mà thôi. Không. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Thủ lĩnh của chúng ta trước khi mất đã chặn chối với tôi. Chúng ta hãy tiếp tục bảo vệ các hành tinh sống trong đa vũ trụ. Bởi vì trong khoảng thời gian chúng ta gặp nạn, có rất nhiều kẻ đang lộng hành. Chúng ta không thể nào đứng ở đây tiếp tục đau buồn nữa, mà hãy cố gắng tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình. Được. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đi diệt trừ kẻ xấu nào. Mọi sinh vật ở hành tinh này bị chúng ta diệt sạch. Cứ chờ đợi ở đây một chút thôi, lũ khốn kiếp đó sẽ tới ngay lập tức mà thôi. Chúng ta tới rồi, tới được hành tinh gửi tín hiệu cầu cứu rồi. Này, các người có phải là những kẻ đã gửi tín hiệu cho bọn ta hay không? Rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, chính bọn ta đã gửi tín hiệu kêu các người tới đây. Xin chào lũ chiến binh đa vũ trụ, bọn ta chờ các người ở đây lâu lắm rồi. Gì thế này? Bọn chúng rốt cuộc là ai vậy? Legion Speakerman, cậu có biết không? Không, tôi lần đầu tiên gặp bọn chúng đó. Hình như trông bọn chúng rất lạ. Mà bọn chúng có vẻ như là những PC men thì phải. Người nói không sai, thật khó kiếp kia. Người đã giết chết tổ tiên bọn ta chính là Super Titan PC men. Hôm nay bọn ta du hành thời gian tới đây để diệt trừ lại các ngươi. Cái gì? Thì ra lũ khốn kiếp này là những Titan tương lai, con cháu của tên Dash Speakerman bóng tối đó. Mẹ kiếp, mày thì đừng nói nhiều với bọn chúng nữa, cho bọn chúng bấy màu đi. Bọn ta đang nghiên cứu về những chiêu thức, những súng đạn của các ngươi từ rất lâu rồi. Bọn ta sẽ vô hiệu hóa tất cả những đòn tấn công của các ngươi. Các ngươi không làm gì được bọn ta đâu. Chết tiệt, lũ khốn kiếp, lũ khốn chúng mày muốn gì? Chúng ta muốn hành hạ